Hội nghị triển khai cuộc thi toán quốc tế iLevel Math Olympiad 2024 lần đầu tổ chức tại Việt Nam. Vừa qua, Hội nghị triển khai cuộc thi toán quốc tế iLevel Math Olympiad 2024 đã tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Hội nghị đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy giáo dục toán học và phát triển tư duy cho học sinh tiểu học. ELMO với sứ mệnh bồi dưỡng tình yêu toán học và tư duy giải quyết vấn đề đã trở thành một sân chơi quốc tế đầy bổ ích dành cho hàng ngàn học sinh toàn cầu từ năm 2004. Cuộc thi do Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ phối hợp cùng công ty EdTech Yahoo Lab tổ chức. Các thí sinh sẽ được chia thành các bảng và tham gia giải các bài toán sáng tạo về số học, toán có lời văn và tư duy giải toán. Đây không chỉ là cơ hội để các em thể hiện khả năng toán học mà còn giúp phát triển kỹ năng ngoại ngữ, công nghệ thông tin và giao lưu với bạn bè quốc tế qua đề thi song ngữ Anh Việt. ELMO 2024 hứa hẹn sẽ tạo ra một sân chơi lành mạnh và bổ ích dành cho học sinh tiểu học, góp phần nâng cao kiến thức, thúc đẩy niềm đam mê học tập và phát huy tiềm năng toán học. Cuộc thi chính thức sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 11 năm 2024 tới đây, quy tụ đông đảo học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tham gia.